Hello everyone. Chào các bạn, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 thí điểm giải đề 45 phút lần thứ 3, số 3, bài số 3 tức là bài đầu tiên của chương trình học kỳ 2. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 tháng nghỉ ở nhà ăn Tết đã trôi qua và bây giờ lại bắt đầu với việc học gian khổ của chúng ta. Chúng ta cùng giải đề để chúng ta tổng hợp lại những cái kiến thức quan trọng trong cái ba cái bài 7, 8, 9 của chương trình tiếng Anh lớp 7 thí điểm để chúng ta làm bài kiểm tra được điểm cao nha. Qua 3 tháng nghỉ ăn chơi xả láng, chơi game, coi tivi, bây giờ kiến thức nó bay biến hết rồi, chẳng còn nhớ gì đúng không? Có rất ít bạn mà trong thời gian nghỉ mà lên học online, rất là ít, còn đa số là chơi game, coi tivi, rất là nhiều nghe nhạc, rồi đọc truyện, còn học thì lười lắm. Bây giờ chúng ta cùng giải một cái đề nha. Thứ nhất là phần nghe nè. Phần nghe chúng ta có hai bài. Thứ nhất á là chúng ta nghe đánh chu phôn nè. Đây nói về một cái lễ hội âm nhạc. Chúng ta trước khi nghe chúng ta nên dịch bài trước để chúng ta có một cái hiểu rất là đại khái và xem cái bài này nói cái gì. Rồi cái Ice Apprise là một cái lễ hội nổi tiếng trên khắp thế giới. Câu số 2, có khoảng 60.000 người tham gia lễ hội mỗi năm. Năm ngoái, Nick và bố và gia đình của nó đã ở lại một khách sạn gần cái địa điểm cắm trại. John Bon Jovi là ca sĩ yêu thích của bố Nick, là ca sĩ yêu thích của Nick, ca sĩ yêu thích của Nick đó. Rồi, xuống bài dưới, nghe và trả lời câu hỏi, vẫn là cái bài đó, nghe lại lần nữa và trả lời câu hỏi nè. Lễ hội tổ chức khi nào? Cái The Killer là cái gì? John Bon Jovi đã gì đã gây làm cho khán giả như thế nào? Câu số 6, họ đã làm gì ở đó? Rồi chúng ta cùng nghe nhé. Unit 9, page 33. Skills 2. Activity 2. Listen to Nick talk about a music festival he attended. Tick true or false. Correct the false sentences. Rồi, chúng ta nghe nào. Về nhạc dạo. Last summer holiday, my family went back to the UK. Went back to the UK. UK là nước gì? UK là United Kingdom đó. And we went to a music festival on the Isle of Wight. It is one of the most famous music festivals in our country. In our countries, chứ phải in the world. Vậy câu này sai nhé. Câu một là sai. In our countries. In our countries. Đó, nghe tiếp. Which takes place every June. Take place every June. When we got there, I was impressed by the huge number of people. Huge number of people. You know, about 60,000 people. 60,000 people went to the event. We didn't stay at a hotel. We didn't stay in a hotel. But put up a tent in our campsite. But put up a tent. Put up a tent là cắm trại, dựng một cái lều. At the campsite, ở trong cái chỗ cắm trại đó. It was lots of fun. It's a lot of fun. We listened to a lot of songs. We listened to a lot of songs. By many bands. By many band. Band là cái ban nhạc nha. Such as The Killers and The Stone Roses. Đấy, nói tới cái gì gì đấy, là ban tên ban nhạc đó. Guess what? We met John Bon Jovi. John Bon Jovi. We met John Bon Jovi. He's my dad's favorite singer. He my dad's favorite singer là ca sĩ yêu thích của bố nha, chứ không phải là của Nick đâu. He and his band stirred up the crowd in stir up the crowd. He and his band stir up the crowd. Anh ta và ban nhạc của anh ta đã khuấy động đám đông đó. Nearly 3 hours. Gần như là 3 tiếng đồng hồ. With the hit songs. With the hit song, với những bài hát hit đó. We also went to Bohemian Woods. Đi tới cái rừng gì đó.
A beautiful woodland. Một cái rừng rất là xinh đẹp. Down by the river. Bên cạnh dòng sông. By the river. There, we enjoyed a mix of good music. Good music. From around the world. And escaped the busy and noisy festival. Escape là trốn thoát. Busy, noisy festival. Trốn thoát khỏi cái đám đông, cái lễ hội ồn ào. For a while. Trong một giây lát, trong một lúc. Rồi. Chúng ta nghe lại lần nữa nhé. Bây giờ cho các bạn coi phần script luôn này để nghe cho dễ này. Quá tuyệt vời đúng không? Có cái này thì nghe quá tuyệt vời luôn. Nghe lại và làm bài nha. Đây, cho các bạn coi nào. Skills 2. Ick, talk about a music festival. Đó, nghe đi. He attended. Tick true or false. Correct the false sentences. Last summer holiday, my family went back to the UK and we went to a music festival on the Isle of Wight. It is one of the most famous music festivals in our country, which takes place every June. When we got there, I was impressed by the huge number of people. You know, about 60,000 people went to the event. We didn't stay at a hotel, but put up a tent in our campsite. It was lots of fun. We listened to a lot of songs by many bands, such as The Killers and The Stone Roses. Guess what? We met John Bon Jovi. He's my dad's favorite singer. He and his band stirred up the crowd in nearly 3 hours with the hit songs. We also went to Bohemian Woods, a beautiful woodland, down by the river. There, we enjoyed a mix of good music from around the world and escaped the busy and noisy festival for a while. Rồi, dịch cho bạn nghe này. Mùa hè năm ngoái, gia đình của tôi đã quay trở về nước Anh, United Kingdom, là nước Anh, Vương quốc Anh. And we went to a music festival on this Isle of Wight. Và chúng tôi đã đi tới lễ hội âm nhạc, Isle of Wight là cái tên thôi. Nó là một trong những lễ hội âm nhạc nổi tiếng nhất của đất nước chúng tôi. Cái mà được diễn ra mỗi tháng 6 hàng năm đó. Khi mà chúng tôi đến đó, chúng tôi bị ấn tượng bởi số lượng người rất là khổng lồ. Bạn biết không, có khoảng 60.000 người đi đến lễ hội, đến sự kiện đó. Tôi không, chúng tôi không ở lại khách sạn, nhưng mà dựng một cái lều ở địa điểm cắm trại. Nó rất là vui. Chúng tôi đã nghe rất nhiều bài hát bởi nhiều ban nhạc, như là The Killer, The Stone Roses. Đoán xem, chúng tôi đã gặp John Bon Jovi. Ông ấy là ca sĩ yêu thích nhất của bố tôi. Ông anh ta và ban nhạc của anh ta đã khuấy động đám đông gần như là 3 tiếng đồng hồ với những bài hit hot, bài hit á, bài hát hit á. Chúng tôi còn đi tới Bohemian, một cái khu rừng rất là đẹp bên cạnh dòng sông. Ở đó chúng tôi đã thưởng thức âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới và trốn thoát khỏi cái lễ hội ồn ào đông đúc trong một giây, trong một lúc. Rồi chúng ta làm bài nhé. The Isle of Wight là một cái lễ hội nổi tiếng nhất trên thế giới là Cyprus. Ở đất nước Vương quốc Anh thôi, có khoảng 60.000 người tới là đúng rồi nè. Rồi Nick và gia đình của anh ta ở trong khách sạn gần địa điểm cắm trại sai nè. John Bon Jovi là ca sĩ yêu thích của Nick sai này, là của bố Nick. Ok. Rồi chúng ta trả lời câu hỏi nè. Cái lễ hội này diễn ra khi nào? The festival, chúng ta trả lời đầy đủ là The festival. Text thêm sờ vào vì chủ ngữ số ít. Place every June. Lúc này chúng ta thấy thôi, mỗi tháng 6. Bạn nào mà chỉ trả lời ngắn gọn là every June là cũng có điểm nha. Câu số 2, Killer là cái gì? The Killer là một ban nhạc. The Killer e a band là một ban nhạc. Ok. Đó, nó đã đọc đây nè. Đấy, nhiều ban nhạc. Rồi, John Bon Jovi đã làm thu hút đám đông như thế nào bây giờ nhá. He and his band đây này, chỗ này này, đâu rồi, đây này, stir up the crowd with nearly 3 hours with his, đâu rồi, stir này, khuấy động đó, up the crowd in near
Chris out. Wick hit the hit the hit strong. Bởi những bài hát hay đang nổi hit, những bài hit đó. Rồi bọn họ đã làm gì ở đó? Họ làm gì nào? Họ đi tới cái khu rừng này thưởng thức nhạc. Đâu rồi họ đi tới? They went to the Bohemian Wood. And biết đầy đủ này, enjoy and enjoy miss good music from around đâu rồi, the world. Đến đây cũng được rồi. Ok. Đó, đây là bài nghe của chúng ta nha. Rồi, xuống đây. Healthy, a head, breast và seat belt. Cái này đọc là E, cho mấy cái đọc là E. Play the, clothed, filter. Từ, clothed, filter, needed. Đằng sau chữ tờ đờ đọc là it này. Xuống bài dưới, nhấn âm nha. Traffic, nhấn âm đầu. Agree, nhấn âm 2. Noisy, nhấn âm 1. Student, nhấn âm 1. Chọn agree. Số bài dưới, Mai đã từng tập thể dục buổi sáng khi cô ta là một cô gái. Đằng sau you too là động từ nguyên mẫu, nói về một việc đã từng làm trong quá khứ. Traffic accident can be prevented. Tai nạn giao thông có thể được ngăn chặn nếu mọi người tuân thủ luật giao thông. Tuân thủ là obey. Mọi người nên nhìn trái nhìn phải khi họ đi băng qua đường. Across, băng qua đường. Vở kịch quá nhàm chán. Tuy nhiên, Hoa xem từ đầu tới cuối. Tuy nhiên, however là tuy nhiên, therefore là do đó. Lưu ý ở đây có dấu chấm, có dấu phẩy, không thể xài despite và undo được, chỉ có một trong hai từ therefore thôi. Dịch về nghĩa chọn however. Câu số 5, mặc dù sợ hãi bởi hình ảnh, Lan vẫn thích xem phim rất nhiều. Ở đây phải chọn mặc dù cộng một cụm từ, một cụm danh từ, chúng ta xài despite nha. Nếu vì ở đây là một cụm danh từ cho nên chúng ta xài despite, không xài undo, nhớ chưa? Câu số 6, khi nào này, cái này được tổ chức khi nào? Khi nào là when, nhớ chưa? Chúng ta phải nhìn xem nó hỏi cái gì. Rồi xuống bài dưới, cái bảng này này, cái bảng nào nói là chỉ có rẽ phải thôi, chắc chắn là bảng C này rồi. Left turn only. Rồi bảng nào nói traffic light. Traffic light là cái gì? Traffic light là đèn giao thông. Đèn giao thông là C nha. Rồi xuống bài dưới, Nam thích. Rồi cái này là chia động từ trong ngoặc. Không phải chia động từ trong ngoặc, mà là chia cái từ này ở dạng đúng, tức là work from, tìm xem họ hàng nhà nó, sẽ có danh từ, động từ, tính từ, trạng từ ấy, chúng ta phải xác định. Ở đây the đằng sau the và trước of như thế này phải là một danh từ, perform là động từ trình diễn, chúng ta phải biến umbilicable nó thành danh từ. Danh từ của perform là gì các bạn? Performance, nhớ chưa? Màn trình diễn, performance. Nam thích màn trình diễn của nam diễn viên đó. Câu chuyện, quyển sách lịch sử thì rất là thú vị. Tôi rất là quan tâm tới lịch sử. Ở đây á, chúng ta trong bài số 8 chúng ta học về tính từ chủ động, tính từ bị động rồi. Tính từ chủ động là interesting, tính từ bị động là interesting. Bản chất nó, bản chất của sự vật nó như thế nào là in. Còn mình bị cuốn hút, mình bị cái gì đó, bị tác động á, thì sẽ là thêm ed. Ở đây là bản chất của cuốn sách lịch sử này là thú vị, chúng ta sẽ biến nó thành interesting, được chưa? Interesting, còn tôi bị interesting đấy. Rồi cái đó trong bài số 8 học rất là kỹ rồi. Science fiction là phim khoa học viễn tưởng. Romantic comedy là phim hài lãng mạn. Animation phim hoạt hình, hoạt họa. Comedy là phim hài kịch. Documentary là phim tài liệu. Bây giờ nối này, một bộ phim mà cố gắng làm khán giả cười, đây là sẽ phim hài kịch ha. Cái này là sẽ là câu gì? Phim hài kịch này. Câu 4 sẽ nói với câu A. Được chưa? Rồi, một bộ phim mà có các nhân vật phim hoạt hình thì đây là phim hoạt hình, phim hoạt họa. Cái này sẽ là B. Rồi, câu C, một bộ phim mà thiết lập ở trong tương lai thường là về khoa học, mang tính khoa học và khoa học viễn tưởng rồi. Cái này sẽ là câu D. Câu C.
Một bộ phim mà kết hợp cả hài kịch và cả chuyện tình yêu lãng mạn đấy. Thế này là câu câu D này. Phim hài kịch lãng mạn. Rồi, một bộ phim mà chỉ ra những sự kiện sống có thật, những câu chuyện có thật đó. Cái này sẽ là E này. Phim tài liệu. Rồi, xuống đây nói về lễ hội. Ok, lễ hội mưa này. Rồi, people of ethnic minority in Phú Yên celebrate hội mưa festival. Mọi người, người dân tộc thiểu số ở Phú Yên tổ chức lễ hội mưa every March và mỗi tháng 3. It is held to thank the rain god. Nó được tổ chức để cảm ơn thần lúa cho mùa màng. And to pray for better crop in the future. Và cầu nguyện cho những mùa vụ tốt hơn trong tương lai. Các gia đình còn worship, thờ cúng their ancestor, tổ tiên của họ, and parent và bố mẹ của họ. On this occasion, trong cái dịp này, villagers voluntarily contribute money and other things to celebrate the festival. Người dân trong làng đóng góp một cách tình nguyện tiền bạc và những thứ khác để tổ chức lễ hội. In this festival, mình là thầy tu are invited to preach. Trong lễ hội này thầy tu được mời đến để làm phép đó. People play the drum. Mọi người tới để chơi trống, sing song, hát and dance và nhảy múa. They also drink rye. Họ còn uống rượu, rượu gạo á, rye wine, through a long thin bamboo tube, trong một cái ống tre dài. There are some other activities such as cultural show. Ở đó còn có một vài hoạt động như là màn trình diễn văn hóa, buffalo race, đua trâu, and traditional game và những trò chơi truyền thống, trò chơi dân gian. The festive atmosphere, không khí lễ hội, it felt around all the village, được cảm nhận khắp ngôi làng. Rồi, chúng ta trả lời câu hỏi này. Ai ở Phú Yên tổ chức hội mưa, tổ chức lễ hội mưa mỗi tháng 3? Ai nhỉ? People of ethnic minority in Phú Yên. Chúng ta trả lời như thế này. Chúng ta nếu mà trả lời đủ đầy đủ, chúng ta cóp luôn cái đoạn này bỏ vô là xong. Thấy chưa? Đấy, là có điểm này. Có điểm tuyệt đối luôn, không sai gì hết. Câu 2, lễ hội được tổ chức khi nào? Every March, mỗi tháng 3. Chúng ta đọc rồi, every March, mỗi tháng 3. Trả lời như thế này là đầy đủ, là cũng được có điểm. Đoạn nào mà cầu kỳ trả lời đầy đủ hơn? It's held every March. Nó được tổ chức mỗi tháng 3. What do villagers voluntarily contribute to celebrate the festival? Người dân trong ngôi làng là đóng cái gì? Đóng góp cái gì? Một cách tình nguyện để tổ chức lễ hội. Đây này. Money and other thing. Money and other thing là ngắn gọn nhất. Là các bạn có điểm rồi. Nếu bạn nào viết đầy đủ như câu ở trên bài văn thì cũng có điểm nha. Rồi, có phải thầy tu được mời tới để chơi trống, hát và nhảy không? Không, họ tới để làm phép, làm lễ chứ. No, thầy tu là số nhiều. Day, an. No, day, an. Không phải. Rồi, lễ hội. Lễ hội, không khí lễ hội được cảm nhận ở đâu? Được cảm nhận ở đâu? Around all the village, khắp các ngôi làng. Khắp các ngôi làng, nhớ chưa? Chúng ta phải dịch được câu hỏi, hỏi cái gì và chúng ta mới trả lời được, không là chúng ta không trả lời được đâu. Rồi, xuống bài dưới. Viết câu nghĩa không với bắt từ cho sẵn này. Khoảng cách từ Quảng Ngãi và Hồ Chí Minh là bao nhiêu? Chúng ta sẽ viết bằng một cái câu giống tương tự mà cấu trúc khác. How far is from Quảng Ngãi to Hồ Chí Minh City chấm hỏi. Từ Quảng Ngãi tới Hồ Chí Minh City là bao xa? Tôi thường đi bộ tới trường khi tôi là một học sinh. Vậy chúng ta viết thành you two. Đã từng làm gì đó trong quá khứ? You two cộng động từ nguyên mẫu. I you two work to school. When I was a student. Câu tiếp theo, mặc dù chuyển thành in spite, despite of này. In spite of the smile này, chủ ngữ Tom, đây là Tom và he là cùng chủ ngữ, là cùng một người, rất là dễ. Cùng một người chúng ta chỉ biến động từ về nguyên mẫu thêm in vào thôi. Mặc dù Tom là một học sinh nghèo, anh ta học hành rất là chăm chỉ, rất là giỏi. Ở đây sẽ là being, nhớ bỏ Tom đi, động từ to be đưa về nguyên mẫu thêm in vào. Being a poor student. Phải nhớ viết lại Tom nhé, để cho biết là ai. Tom study very well. Đấy, học sinh nghèo vượt khó đấy. Ở đây chúng ta có thể thay bằng cái từ despite cũng được nha các bạn.
Despite là cũng ok, có điểm nha. À, là cách viết khác nha. Viết thêm vào. Rồi, mặc dù thời tiết rất là tệ, cô ta đi tới trường vẫn đúng giờ. Đây, câu này lại là khác chủ ngữ rồi. Ở đây là thời tiết và đây là cô ấy, khác chủ ngữ không có thể rút bỏ chủ ngữ đi và thêm in vào động từ được. Câu này phải có một cách biến đổi khác. Bởi vì thời tiết tệ hại, chúng ta nhớ the trước, tính từ đưa ra trước, the best trước, sau đó viết danh từ weather vào, phẩy xong đoạn đằng trước. Mặc dù the best weather, tức là the weather was best nó bằng với the best weather. Nó chúng ta rút biến đổi umbalasibo thành một cụm danh từ đấy, tính từ trước danh từ sau. She went to school on time. Rồi, đây là câu cuối cùng. Mặc dù thời tiết tệ hại, cô ta vẫn đi học đúng giờ. Rồi viết một đoạn văn 80 đến 100 từ nói về lễ hội mà bạn đã tham gia. Đây là một số ví dụ. Lễ hội ngàn năm Thăng Long Văn Hiến đây nè. 5 years ago, I attended a very big festival in Hà Nội. Cách đây 5 năm, tôi đã tham gia một lễ hội rất là lớn ở Hà Nội. It's called 1000 anniversary of Thăng Long Hà Nội Festival. Đó là một lễ hội 1000 Thăng Long Thăng Long Hà Nội đó. There are a lot of activity in this festival. Có rất nhiều hoạt động trong lễ hội này. Such as firework display, bắn pháo hoa. Military parade, diễu hành của quân đội. Music performance, trên màn trình diễn âm nhạc, vân vân. It was organized very splendidly because the organizer are Vietnam government. Nó được tổ chức rất hoành tráng bởi vì tổ chức là chính phủ Việt Nam. Millions of people came to Hà Nội. Hàng triệu người tới Hà Nội to participate in this great festival, để tham gia lễ hội này. Bạn nào không ghi chỗ này participate thì ghi là join. It was held, nó được tổ chức trong 10 ngày, for 10 days from October the 1st 2015 to October the 10th 2015. I saw lots of fireworks. Tôi đã xem rất nhiều fireworks, party, parade during this day. It was interesting. Nó thật tuyệt vời. I took so many pictures. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh on this festival, trong lễ hội này. Because there were plenty of beautiful scenes. Vì nó có rất nhiều cảnh đẹp. We organized this great festival to celebrate the 1000 anniversary of Thăng Long Hà Nội. Đó, hết bài. Bạn nào viết về Tết thì viết như thế này. Tết is a national and family festival. Tết là một cái lễ hội của gia đình và quốc gia. It's an occasion for every Vietnamese to have a good time. Nó là cơ hội, là dịp để cho mỗi người Việt Nam có một thời gian tuyệt vời. While thinking about the last year, trong khi nghĩ về năm cũ, and the next year và năm mới. Attend spring fair. Spring fair and organize. Không khí mùa xuân được tổ chức. Streets and public building are brightly decorated and almost all shop. Đây, đây là cái bài viết về Tết, các bạn có thể tham khảo nhé. Rồi, đây là bài viết về Tết Trung Thu, các bạn có thể tham khảo nè. Thấy không? Rất nhiều tham khảo để viết. Bạn nào có thể viết ở phía dưới mà cô sẽ sửa cho. Ok. Rồi, đây là cái bài kiểm tra một tiết số 3 của tiếng Anh lớp 7 thí điểm, kèm theo cả file nghe và bài viết rất là hay. Chúc các bạn học thật tốt và đạt được kết quả cao.